Một sự kiện công nghệ kết hợp với trải nghiệm giải trí độc đáo đang diễn ra tại Hòa Lạc, Hà Nội. Đó là ITFest 2023 do FPT Software tổ chức. Sự kiện không chỉ tạo cơ hội cho cộng đồng công nghệ Việt Nam, sinh viên và giới trẻ được tiếp cận với các xu hướng công nghệ mới, mà còn thỏa sức trải nghiệm các hoạt động giải trí đặc sắc. Chủ đề của ITFest 2023 là phiêu cùng công nghệ. Trong đó, phần công nghệ quy tụ dàn diễn giả đến từ khắp nơi trên thế giới. Năm cộng đồng công nghệ lớn hàng đầu như S-Channel, Google Developer Group Hà Nội sẽ thảo luận các chủ đề công nghệ hiện đại như ngôn ngữ lớn, mô hình triển khai các dự án lớn toàn cầu, bảo mật thông tin và an ninh mạng trong doanh nghiệp. Không nhất thiết các bạn phải là kỹ sư công nghệ, mà các bạn có thể là làm bất kỳ ngành nghề gì. Các bạn đều có thể tận dụng AI để làm sao đấy cái độ mà hiệu quả công việc của mình gấp 5, gấp 10. Biến AI thành công cụ cho mình một cách dễ dàng nhất, chứ không phải là có gì mà đáng sợ như là mọi người vẫn hình dung. Công nghệ thông tin IT được kết hợp với các trải nghiệm giải trí lễ hội Fest. Chương trình nhằm mang đến một sân chơi đa trải nghiệm, đa điểm chạm nhằm kết nối các bạn trẻ, sinh viên và cộng đồng công nghệ hàng đầu Việt Nam. Cái hội thảo lần này cũng muốn là để cho các bạn có cái kết nối, có cái trải nghiệm và các bạn giới công nghệ trẻ của Việt Nam được tiếp cận với những cái kỹ thuật mới nhất, cao nhất và đem những cái kỹ thuật này ứng dụng trong những bài toán thực tiễn của khách hàng, đem lại những cái phát triển cho khách hàng của mình, rồi giải quyết những cái bài toán ở trên thế giới. Bên cạnh những hoạt động công nghệ, ITFest còn mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng như giải đua go-kart đầy thách thức, trải nghiệm thị giác Immersive Park độc đáo, từ đó lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho các bạn trẻ nói riêng, tiếp cận nguồn tri thức công nghệ, cũng như tạo sự gắn kết, học hỏi và giao lưu của cộng đồng công nghệ nói chung.